Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Má Cá Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em có lên cho mình lô máy 13 cây, lô chữ G nha mấy anh. À, hôm nay em like mà bên hông nhà người ta hát karaoke ok mấy anh. Âm thanh ánh sáng đầy đủ. Rồi bây giờ quay trở lại ha. Máy hôm nay em lên là cho mình giá tầm 1 triệu 2 trở lên ha. Thì có Austin, Makita, Shinewa, Tanaka 2 chống, Makita Gobin tum gời, Maru màu hồng cực kỳ đẹp, quá đẹp. Rồi Tanaka tum gời, Maru vàng, Makita, Tanaka trợ lực, Kyogit 26, 2 trợ lực, Austin 265, có gà bóp ha. Đó, mấy anh ơi, máy mua này là vừa cắt cỏ, vừa bơm nước, vừa đấu xịt thuốc được luôn nha mấy anh. Hai nếp tum gời 260 nha. Đó. Nói chung cực kỳ cận Tết là bây giờ thời điểm này là mấy anh mua máy là vừa ha. Chứ nếu mà lo sang lối 25-26 mà mấy anh mua máy mà ra Bắc á thì em sẽ lấy cọc nha. Nhiều khi hàng đến không kịp thời thì ra Bắc người ta phát. Ủa ra Tết người ta phát cho mình ha. Còn trong Tết như thế này vậy thì em còn chưa có lấy cọc đó. Thì hình thức như thế nào thì chừng nữa em tới đó em sẽ nói cho mình nghe ha. Rồi. Bên em ship hàng toàn quốc ha. Được xem hàng, kiểm tra hàng, thử máy đúng hàng thì nhận ha. Đặc biệt không có lấy cọc nha. Cho nên mình chọn máy thì chọn cho kỹ giùm em. Số điện thoại để đặt hàng là 0913 136620, Zalo là Mai Thị Thanh Chị ha. Đó. Nhiều khi cái lượng Zalo khách của em nó quá đông rồi cho nên mấy anh nhiều khi kết bạn không được thì mấy anh cứ nhắn tin đi, em thấy em sẽ chủ động kết bạn lại với mình nha. Hôm nay em có lên cho mình cái đầu máy riêng 600.000 nha mấy anh. Thì em đi hàng trong vòng 7 ngày mình không nhận được hàng, mấy anh điện lại cho em ha. Để em xem gửi đơn tới đâu nó có bị lạc không, nhiều khi Tết nữa lạc dễ bị mất hàng á mấy anh. Rồi tới chỗ thì em khuyến khích anh em mình nên xem hàng ha, nên thử hàng rồi mình hãy nhận ha mấy anh. Giật vài cái mà máy không nổi mà anh điện liền cho em nha. Đừng giật nhiều quá, nhiều khi không biết cách thử máy á thì nó ngọc xăng nữa thì nó mất thời gian ha, mất thời gian thôi chứ không có gì ha. Rồi em có bán cho mình một thêm gom cỏ ha. Gom cỏ hay gọi là gom lúa, cái này 100.000 cái nha mấy anh. Đó, gắn sát ở dưới đầu à. Đó. Còn cái này là nhớt ha, nhớt hai thì 100.000 bình này lít nha. Mấy anh mua máy thì mấy anh mua thêm nhớt thì mình thử cho nó dễ nha mấy anh. Xăng pha nhớt, tỷ lệ là 1 lít xăng pha giùm em 40cc nhớt hai thì ha. Đây nó có mil luôn nè, 20, 40, 60, 80, 100 ha. Bình này 1 lít mua theo máy em bao ship cho mình ha. Tất cả những mặt hàng này mua theo máy em bao ship. Đó. Và máy này máy động cơ hai thì nhớ xăng pha nhớt giùm em ha. Em nhắc đi nhắc lại hoài luôn đó. Nhiều anh ha rất lậu. Tới chỗ đủ nhớt vô thử, tới chỗ đủ xăng vô thử không pha. Nó xong máy nó không hoạt động thì bên shop em bị nạn hết. Rất là tội nghiệp em nha mấy anh. Đó, em bao ship tới nhà 6 món đi kèm luôn nha. Là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bu ghi đầu dao, lục giác 4, lưỡi dài và ổ phát cước ha. Phát dây cước, ổ phát cước phát bằng dây găng nha. Và em nhắc đi là 6 món đi kèm. Đó. Rồi em sẽ vô cái đầu máy đầu tiên. Cái này của bố không? Rồi. Cái đầu máy này á, là em sẽ bán cho mình là 600.000 ha, nòng 30 ly nha mấy anh. Kawasaki, em lên chế mới chứ 2 kim nhảy nổ nha. TG 18 ha. Rồi cái này thì em không có gắn bố ha, để thử máy cho nó dễ, chừng nào mà hàng đi thì em sẽ gắn hai cái bố của nó vô ha. Rồi mấy anh tới chỗ mấy anh thử hàng thì mấy anh tháo bố ra, hoặc là mấy anh có cái tum 260 mấy anh để vô mình thử hàng nha mấy anh, để nó sẽ bung bố á. Rồi giờ giật đi đóng ra. Dây găng hết mình luôn ha anh em. Máy dọn nổ luôn, bán 600.000 ha. Về cho anh em mình về mà có mấy cây láp mà như Mitsu, Maru hay là Kawasaki gì đó tung gầy mà 260 mấy anh đưa vô rồi xài ha. Cái đầu máy này em bán 600.000, không kèm phụ kiện, không bao ship nha. Thì bao ship nữa thì cho 100.000 đi, quay đầu ha, là 700 trở lại nha. Là mình đã sở hữu được một cái đầu máy nhẹ nổ nha mấy anh ha, nhẹ nổ nha. Giật phát một nổ mà anh thấy không, chế hai kim chế mới nha. Cái này em lên chế mới rồi nghe em 600. Rồi em qua cái bình xăng để sát đá sát đổ. Austin, Austin này là cây bút lông á, ra sửa số tự hai cái này giùm em. Nó sắp lộn. Rồi G1 là Austin nha mấy anh.
đầu lai bán cây này sale cho mấy anh triệu hai chơi ha, ha triệu hai, áo nó không được sáng màu nha mấy anh ha, nhưng mà bù lại là nó zin hết, bình xăng láng zin, bình xăng con zin one barrel luôn ha, tum nhôm, tum đèn tum nhôm nha mấy anh. Rồi cây này mấy anh chốt giùm em G1 32 ly 1 triệu 2 nha, một tay cầm gai gạt lên gạt xuống nha ha. Nó có thêm một cái đầu bò, nó có cái lưỡi cắt riêng, riêng theo luôn, trắng cỏ riêng luôn ha. Công tắc nè, Optin là phiên bản của Đức, sản xuất tại Nhật nha mấy anh ha, chạy là bao khỏe, bao tiết kiệm xăng luôn nha. Đó. Rồi cái này lóc dập mắt in Japan luôn mừng nha mấy anh ha. Đó. Hình thức máy thì còn nguyên vẹn ha, máy chạy khỏe, tiết kiệm xăng ha, triệu 2 giá sale, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Rồi em sang cái này là G2 dùm em, G2 là Makita ha, Makita này là Makita loại nhỏ hay gọi là Makita cốc nha mấy anh. Đụng ngay dây xăng nó cốp sao. Giờ để xíu nè này. Hổ quá. Rồi Makita hả mấy anh, Makita. Cái này thì bình xăng lớn zin nha, bình xăng con cũng zin ra ngang nha mấy anh. Tôm liền tôm nhủi ha. À, công tắc nè. Rồi cái này G2 31 ly, triệu 3 giùm em. Đó, hai tay cầm. Rồi. À, trắng cỏ zin, đầu bò zin ha, ra giữ nha. Có nguyên cái đế nè, mình xăng lớn nha. Ha. Thì hệ máy này thì trọng lượng tầm 4kg trở lại nha em anh, cực kỳ gọn và nhẹ ha, lắp thì nó cũng dài, nó phù hợp cho mấy bác lớn tuổi chị em phụ nữ rồi đó, phát các loại cỏ hay mà cỏ bị lớn phát cũng đứt nha, nếu cỏ mềm phát sậy rồi đó ha, bao đứt đó, mấy anh thấy gì đó, chứ nhỏ mà có vỏ ha. G2 triệu 3, em sang G3 là Cinewa 2201. Cây này giật hơi để tay dưới đây này nha. Chí nó mới bị. Xin đi qua shop nha mấy anh ha. Bình xăng lớn zin, bugi đứng ha, máy chạy khỏe nha. Cái này thì chế zin one barrel ha. Chế zin one barrel luôn. Tiết kiệm xăng lắm. 201 tum liền tum nhựa nha. Đó. 1.3 triệu ha. Công tắc nè. Ga giữ ha, lên và xuống nè. Rồi một tay cầm, trắng cỏ zin, đầu bò zin. Thì máy này á, mấy anh nào tiện lợi thì mình xài một tay cầm, còn mấy anh thấy bất tiện thì mấy anh có thể nói em lên hai tay cầm miễn phí cho mình nha. Đó, không sao hết, nhưng mà phải yêu cầu nha mấy anh. Đó. À, made in Japan cho mình luôn ha. Hệ này thì nó gọn nhẹ, xài gia đình phù hợp lắm nha mấy anh ha. Rồi G3, em sang G4. G4 là một hệ Makita của Tanaka, mã này gọi là Tanaka hai chống nha mấy anh. 21cc, 31 ly. Rồi em sẽ test nổ cho mình coi. Bình xăng lớn zin ha. Áo thì nó hơi cháy xém đen nha mấy anh. Đó. Che bình xăng con hồ quanh rồ. Le đỏ tự động nha mấy anh. Ha. Đây, mình đóng le lên ra. Nó nhảy mở le ha. Thì cái hệ chế này siêu tiết kiệm xăng và tiện lợi, là khi mà anh khởi động máy thì mấy anh đóng le lên ra, nó sẽ nhảy mở le cho mình nha. Thì mấy bác lớn tuổi chị em phụ nữ thì dùng hệ máy này siêu rồi gọi là tiện lợi tiết kiệm luôn. Đó. Tum thì tum liền tum nhựa, công tắc nè. Có hai cái chân trống dưới nè ha. Đó, là bình xăng lớn mình không chạm đất luôn nè, mấy anh thấy không? Không trên trời luôn á, đã luôn. Rồi cũng có 1.3 triệu thôi ha. Những cái hệ máy này xài cho gia đình nha mấy anh, tại vì nòng nhỏ nha ha. Hai tay cầm ghê giữ, rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin theo máy luôn. À, cái này nè, mình nhả con ốc này ra, mình có thể là cho cái tay nó ngang hạ xuống cũng được luôn ha. Tiện lợi giả mang cái Tanaka hai chống này, mà Tanaka hai chống này nổ giòn luôn ha, nổ giòn bốc. Rồi em sang G5 Makita, đúng rồi đó, đóng cái đó mình.
ực ực giật cái nó qua tua là nó nổ à. Khi mà mấy anh nắm thẳng ở dưới lên gì nè, giật á mình cảm giác nó nặng ha. Nhưng mà mấy anh nắm gì lên giùm em đi, chị nào cũng được đó, nắm lên vậy ha, kéo nhẹ cái nó qua tua là chạy đó. Này 22cc nồng 32 ly nha, cái này em lên chế mới cho mình nhẹ nổ nha em anh. Khi khởi động máy em bật cái le xuống như vậy giùm em, là đóng le ha, máy nó nổ rồi bật cái này lên em cho nó thông gió nó chạy nha. Tum nhôm hay tum liền tum nhôm G5 32 ly 1.350, hai tay cầm gây giữ ha, nó thiếu hai cái bao tay hàng đi em sẽ bổ sung đầy đủ cho mình an tâm nha. Chắn cỏ zin đầu vòi zin thì mấy anh tin ý, mấy anh nghe đi, cái máy này mà khi mà kéo nó lên ga đủ một cái ha, nó chạy giãn giả mang ha mấy anh, mà nghe nổ cực kỳ khỏe. Nếu mấy anh mà không chê cái dòng máy này nó màu đỏ nó tối màu thì mấy anh chốt cái này giùm em ha. Máy bao zin chỉ có cái này là chế mới thôi ha, nồng zin chạy cực kỳ khỏe, giá siêu mềm 1.350, bao ship đó nha, 6 món đi kèm luôn ha. Nè có cái đế ở dưới nè ha, bảo giờ mình xong lớn luôn đó, chạy rất khỏe nha. Rồi em sang G5 dòng tu cu nó vậy chứ Gobin nghe mấy anh, cái tay em nó để vậy. Gobin Buggy đứng nổ giòn chạy khỏe ha. À, cái máy này mình có thể đấu xịt thuốc được nha mấy anh, lý do là tum gầy tum nhôm ha. Gobin 1.350.000 cho G6 nha, hai tay cầm ra giữ ha, rồi đầu Gobin theo máy nè, lắp chữ tu cu luôn nha mấy anh, zin xịn sò luôn ha. Cái này thì em lên chế mới chứ hay kim nha, ha bình xăng lớn zin nha mấy anh, mà trắng tư rất đẹp ha. Cái này nhìn mẫu mã nó gọn ha, mà nhìn nó rất là có duyên, đồng thanh đồng hữu luôn. Ai công tắc bên đây nha ha. Buggy đứng chạy khỏe lắm nha mấy anh, cực kỳ khỏe, có cái bộ tản nhiệt bằng nhựa nữa nè, 32 ly mà có 1.350.000 thôi, tum gời tum nhôm ha. Cái okay, này hôm nay làm mưa làm gió trên cái clip này luôn. Rồi em sang G7 là Maru Yanma 20cc nồng 30 ly nha mấy anh. Hai mấy anh cái máy này á, thì cái áo nó thì làm nó rộng nó bự thôi, nên chi nó tỏ nhiệt tốt ha mấy anh, kỹ sư nắm được cái vấn đề là tỏ nhiệt cho nó tốt, cho nên thiết cái áo nhựa này nó hơi bự ha mấy anh đó. Chứ thật sự cái máy này tầm 4,5kg trở lại à, thấy gì đó chứ không có nặng. Bình xăng lớn zin quá trời trắng mà đẹp luôn, 20cc áo rất đẹp nha mấy anh, chế zin của anh bà rồ ha, tum liền tum nhựa luôn. Công tắc này nè, G7 30 ly 1.400, hai tay cầm ngay giữ ha, đầu bầu zin theo máy nha. Rồi giật đi, thẻ máy này rất đẹp. Chạy khỏe mà lại tiết kiệm xăng nữa nha mấy anh, hệ Magu này là nổi tiếng tiết kiệm xăng. Đây cái này thì lốc sẽ dập chữ Max in Japan sản xuất tại Nhật Bản ha. Rồi hai cũng phun với bình xăng lớn còn nguyên dày dặn ha, đang cộng nè ha, xăng lớn quá trời trắng gì đẹp luôn, máy quá đẹp, cắt cỏ thể trưng bày luôn nha mấy anh. Rồi em sang G8 Tanaka 227cc gần 23cc ha. Đúng là máy động cơ hay thì mấy anh, sao đợt này nó bắn nhớt em pha em chạy khói thơm thơm như là xe sushi bo mà mình chạy sau lưng nó ra nhớt vậy đó mà, ra khói á thơm vậy đó. Em tin mấy anh vậy, mấy anh pha nhớt hơn nhiều xíu đi, ra khói đã đó. Cái này thì em chế mới chế hay, ủa xin lỗi, chế zin chế hay kim của nó nha, chế này chế zin nha mấy anh. Bình xăng lớn zin, nói chung máy này nó zin hết trơn luôn, đầu vòi zin trắng cỏ zin mà có 1,5 triệu thôi ha, tum gời tum nhôm luôn nha mấy anh, xịn sò luôn. Công tắc nè, hai công tắc bên hông nha mấy anh, chốt máy mấy anh để ý giùm em ha, cái nào mà công tắc nó gắt là em có báo hết nha mấy anh ha, nó gắt là nhiều khi mình kiếm quạt ra đó nè. Nằm đây nha, chế zin ha, chế zin nó sẽ chỉ quanh bà rồ dưới đây nha đó. Máy này rất đã luôn, có 1,5 triệu thôi nha, 32 ly ha đó, cắt cỏ bơm nước đốt xịt thuốc xịn sò luôn. Rồi G9
Rồi chín này là Maru Yanma màu vàng ha. Rồi giật đi em. Rồi lại thêm một động cơ Maru Yanma 23cc nòng 32 ly. Chạy giãn chạy khỏe ha, máy zin hết luôn. Bình xăng lớn zin ha, đặc biệt cổ xăng là đổ xăng. Dễ dàng. Chế quanh bà rồ ha. Quanh bà rồ tum liền tum nhựa nha mấy anh. Em tắt nè. À, liền tum nhựa quá đẹp cái máy này luôn, xuất sắc. Xài bên đây ha, công tắc bên đây không có xài được rồi. 1,5 triệu nha. Ga nè, hai gạt lên gạt xuống nè, một tay cầm. Rồi đầu bò zin. Đó, mấy anh tiện lợi thì mình để như vậy. Để khi mình phát vườn á, vườn nhãn, vườn quýt, vườn bưởi, vườn cam thì nó sẽ tiện ha, nó không bị dướng nhánh. Nhánh mấy cái cây đó đó. À, còn không mấy anh thẩm thấy nó bất tiện thì mấy anh nói em lên hai tay cầm miễn phí cho. Rồi, cái này thì lắp sẽ dập chữ Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật Bản nha. Hai cũng phun bình xăng lớn nè. Còn rất dễ dẫn nha. Máy này nó rất cực kỳ nhẹ nha mấy anh, cực kỳ nhẹ luôn chứ không có nặng như mình nhìn trong hình mà nó bự ra ngoài thấy chứ nó nhẹ, nó nhỏ nha. Nên nhiều khi nói sao mà cái máy bự mà ở ngoài nhỏ xíu à, tại vì cái máy trọng lượng từ lắp cho đến đầu nó có 5kg trở lại hàng em anh. Rồi, G9,5 triệu sang G10. Có trợ lực luôn. Makita chụp giật trợ lực siêu nhẹ giật các em anh. Giật kéo thẳng tay giùm em qua tua là nhẹ, là nhẹ nổ thôi. 23cc nòng 32 ly. Cổ này là cổ ngỗng ha. Nó đổ xăng cho nó dễ dàng. Rồi thêm cái chế zin ra ngang, le đổ tự động luôn, đóng le lên ra. Ha, nhảy mở le luôn nè. Đó. Tum liền tum nhựa nha, công tắc nè. G10 32 ly có 1,5 triệu thôi, bao ship tới nhà phụ tùng đầy đủ ha. Rồi hai tay cầm ra giữ, chắn cỏ zin đầu bò zin. Thì cái hãng Makita này á, thường là nó màu xanh lá cây nha mấy anh. Thì cái mẫu này nó cũng đẹp đó, thì mình mua, nếu mình có mấy cái máy này rồi mình mua cái này về nhìn cho nó lạ mắt ha, mà bù lại nó chạy khỏe ha, chạy khỏe mà rất là dẻo dai nha, bền bỉ luôn. Rồi màu xanh lá mà đã ha. Rồi thêm cây trợ lực của kế tiếp nữa là G11 Tanaka 25cc 34 ly ha. Rồi 25cc nha, màu cam quá trời đẹp luôn em ha. Tem còn luôn. Tôm liền tôm nhựa em, mà tôm ta dày lắm. Chế quanh bà rồ ha. Rồi thêm cây le đỏ tự động nha, dòng hệ Tanaka này. Nó giống như Makita cốc. Le đỏ tự động hết, rất là tiện lợi luôn. Rồi G11 34 ly, cây này 1,6 triệu ha. Hai tay cầm. Chắn cỏ zin đầu bò zin, cái chắn cỏ anh thấy không? Kỹ sư thiết kế là hợp tông với màu áo không anh thấy không? Quá đã luôn nha. Máy này rất là đẹp. Đó. Có trợ lực ha, 34 ly, thì đập cước cũng ổn định luôn nha. Chế zin quanh bà rồ tiết kiệm xăng ha, vừa trợ lực chạy khỏe luôn ha, công suất vừa phải luôn, ổn quá đẹp. Thôi lấy cái đồ lao lao nó nhiễu nhớp xuống rồi. Em sang G12 ha.
kêu gít này là kêu gít đời mới nha mấy anh ha, đời mới 2017 rồi đó ha, mua khối thì dạng một ém nha, cho nên mấy anh nghe nó cái mua nổ không chứ nó không có thông như những cái mua tròn này đó, mà đời mới mình chụp giật trợ lực ha, mình săn đón gì đó, chế thì chế ra ngang vô lớn ha, tôm liền tôm nhôm nha mấy anh ha, kêu gít 262 tôm nhôm luôn nè mấy anh, thấy cái ốc người ta sáng hới luôn đó, quá sáng luôn ha, mới 9.9G12 nha, công tắc nè, ra bóp dinh đầu bò, dinh đầu bò có chép ngược hạn chế sắn cỏ luôn nha mấy anh đó. Rồi mấy anh thích nào mà echo đời mới ra bóp dinh thì mấy anh chốt giùm em, em lấy cái nét cho mình coi có thông số luôn, có bộ tản nhiệt bằng nhựa nữa nè ha. Rồi 9.9G12 nha mấy anh, rồi em sang G13 ấp tin rồi chạy cũng nổ ngon ổn định nha, có xả cò nha mấy anh ha, có xả cò thì mình giật cái nó giống như là vuột chụp giật ha, nhưng mà đây chi nó nhẹ giật giống như là có trợ lực ha, mà cái đèn này thì nó sản xuất cái xả cò này mình thấy không đó nè đó, em giật em thấy cái cò nhịp không, chế ghim ra ngang ha, kim chỉnh ở đầu trên đó, tôm hay tôm nhôm, tôm nhôm tôm gợi 260 nha mấy anh đó, 9.9G13 ha. Rồi hai tay cầm ra giữ công tắc nè, ở đầu bò ghiên theo máy luôn nha mấy anh đó, có cái đế nè, ở giùm sân lớn nha, máy này cắt cỏ nè ha, đấu thuốc nè, rồi đấu bơm nước nè, hoặc là mấy anh có thể là thậm chí là đấu cái xuồng mà nhỏ nhỏ chạy cũng được luôn, thấy cho máy này khỏe lắm, bền lắm, bền đó. Xài hết cho mình coi ha, ít tin này cũng có thương hiệu nha mấy anh, phiên bản của Đức sản xuất tại Nhật á, ra công tắc trên ghi đông tiện lợi cho anh em mình luôn ha. Rồi cuối cùng G13 1.9 nha, mấy anh chốt đơn liên hệ giùm em số điện thoại này nhé, 0913136620, Zalo là Mai Thị Thanh Chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh, tạm biệt.